Wow, xin chào đón tất cả quý vị đang quay trở lại với chuyên mục phim mới. Và Gia Vĩnh rất vui được gặp lại tất cả quý vị và đem đến cho quý vị những thông tin về phim thật là hữu ích và thú vị. Và không để quý vị chờ đợi lâu nữa, ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng Gia Vĩnh bắt đầu ngay chương trình. Đầu tiên, Gia Vĩnh xin phép giới thiệu bộ phim vừa lên sóng trên kênh HTV7 vào ngày 15 tháng 4. Bộ phim mang tên Hẹn Anh Kiếp Sau do Brazil sản xuất. Phim đang phát sóng vào lúc 12:30 từ thứ hai đến thứ bảy. Và đây chắc chắn là một tác phẩm mà quý vị không muốn bỏ lỡ. Vì sao lại như vậy? Đó chính là câu chuyện bắt đầu từ thế kỷ 19. Livia, một thiếu nữ xinh đẹp trong sáng, sống nhiều năm trong tu viện, trở về thế giới trần tục vì phải chăm sóc người mẹ đang bệnh nặng. Và Philip, cháu trai của bá tước Victoria, giàu có, quyền lực, ẩn dưới vẻ bề ngoài băng giá là một trái tim nồng ấm, nhiệt thành. Tuy đã hứa hôn với tiểu thư Melissa kiêu kỳ, Philip lại phải lòng ngay Livia từ buổi đầu gặp gỡ. Và chưa kịp tận hưởng dư vị ngọt ngào của tình yêu, Livia phát hiện một sự thật đau lòng trong quá khứ. Hóa ra, kẻ thù không đội trời chung của mẹ Livia lại chính là Victoria. Không thể vượt qua nghịch cảnh, Livia và Philip trao lời thề yêu, rồi cùng sa mình vào dòng nước. 150 năm sau, cặp đôi tái ngộ trong những hiện thân mới. Livia này là người thừa kế của một công ty xuất nhập khẩu rượu cực kỳ nổi tiếng, chuẩn bị kết hôn với Pedro, một người đàn ông cao quý. Trong khi đó, Philip trở thành người nấu rượu, đã cưới Melissa và có một con trai. Lời thề năm xưa ứng nghiệm, đưa đẩy hai con người ở hai thế giới, hai thái cực, gặp nhau, yêu nhau, chiến đấu vì nhau một lần nữa. Kính thưa tất cả quý vị, với khả năng kết nối khéo léo một mối tình trong hai bối cảnh không gian và thời gian, văn hóa khác biệt, Hẹn Anh Kiếp Sau tạo nên một bầu không khí vừa lãng mạn, huyền bí, vừa chân thật, tàn nhẫn. Phim quy tụ những gương mặt tài năng và xinh đẹp nhất truyền hình Brazil hiện tại. Vì thế, xin hãy lưu lại trong lịch theo dõi TV khung giờ 12:30 trên kênh HTV7 nhé quý vị. Khi Bernardo qua đời, bà thật nhẫn tâm khi không để tôi gặp anh ấy lần cuối. Bà không cho tôi được nhìn mặt người đàn ông mình yêu thương lần cuối cùng một lần nào hết. Cái cách bà đối xử với tôi và đuổi tôi ra khỏi nhà chẳng khác nào một con chó hết. Đó chính là lý do vì sao tôi đã đến đây. Và đó chính là để được gần ở mộ chồng tôi. Chồng cô sao? Đừng có nói chuyện đực cười như vậy chứ. Và kính thưa tất cả quý vị, từ ngày 10 tháng 4, lúc 16:45 trên kênh HTV7, chúng tôi xin giới thiệu đến tất cả quý vị bộ phim Mặt Trời Mùa Đông do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất. Câu chuyện hai anh em song sinh Mete và Efe sinh ra trong một gia đình giàu có quyền lực. Bi kịch xảy đến khi cha của họ là Harun bị ám sát. Efe bị mất trí nhớ và thất lạc. 20 năm sau, cậu bé Efe năm nào tình cờ nhìn thấy Mete trong một quán nước và cả hai đã nhận ra nhau. Mete rất vui mừng khi biết em trai còn sống, nhưng vì muốn điều tra thêm về cái chết của cha nên chưa vội thông báo tin này với gia đình. Nhưng không ngờ, chính Mete cũng bị sát hại. Efe vô tình bị đẩy vào tình thế phải đóng giả Mete. Bộ phim rất kịch tính phải không thưa tất cả quý vị. Gia Vĩnh sẽ được tiết lộ thêm là các diễn viên trong phim đều rất đẹp, diễn xuất cực kỳ xuất sắc. Và những điều Gia Vĩnh vừa kể chỉ là một phần nhỏ trong cả mối dây chồng chéo của lòng tham, tình yêu và tình thân. Để quý vị biết rằng Mặt Trời Mùa Đông thật sự còn hấp dẫn đến mức nào. Và như vậy, quý vị cũng đừng bỏ lỡ bộ phim này nhé. Và như thường lệ, Gia Vĩnh xin phép được điểm qua một vài tác phẩm khác đang được phát sóng trên kênh HTV7 vào lúc 11 giờ, phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ, Sóng Gió Tình Thù. 12:20, sitcom Việt Nam, Cười Lên Vợ Ơi. 13 giờ, phim truyện Hàn Quốc, Canh Bạc Hoàng Gia. Trên HTV9 vào ngày 23 tháng 4 lúc 14:15, phim truyện Mỹ, Lần Theo Dấu Vết. 16:30, phim truyện Colombia, Đệ Nhất Phu Nhân. Mời quý vị theo dõi lịch phát sóng ngay sau đây để biết thêm chi tiết.